bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Phản ứng lại của MC Thanh Bạch vì ồn ào bị vợ cũ Xuân Hương tố cáo sống tệ bạc. Nam MC dường như không quan tâm tới những lời tố cáo của vợ, tiếp tục công việc với thái độ vui vẻ, thoải mái. Thời gian qua, nghệ sĩ Xuân Hương và MC Thanh Bạch trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi có màn bóc trần cuộc sống hôn nhân với hàng loạt chi tiết gây ngỡ ngàng. Mọi chuyện bắt nguồn trong một talk show, MC Thanh Bạch chia sẻ rằng nguyên nhân khiến hôn nhân của anh tan vỡ là do nghệ sĩ Xuân Hương thiếu sự lãng mạn. Lập tức, nghệ sĩ Xuân Hương liên tục đăng tải các câu chuyện sốc tận óc về cuộc sống hôn nhân 13 năm trước, vạch trần những thói xấu của nam MC đình đám. Tôi chính thức trở thành ô xin chuyên nghiệp, đi chợ mua thịt cá, hành tỏi cũng phải ghi. Tôi đã thành đàn ông, không cần mộ xẻ, không cần Tuấn Hàng đóng tiền xuất ngoại chuyện giới. Tôi đã thành đàn ông. Ví dụ như, nhiều khi nửa đêm thay vì ngủ, anh kiếm chuyện gây lộn để tránh chuyện chăn gối với tôi. Cũng có khi anh vác dao rồi chém tôi. Không ngờ anh lại học thêm nghề phóng dao lúc nào không hay. Tại sao em cứ khư khư ôm cái đúng của mình để làm gì? Cái đúng không đem lại hạnh phúc. Em muốn giữ cái đúng của em thì ly dị, ly dị, ly dị. Là những câu chuyện khiến công chúng ngỡ ngàng. Trước những lời tố cáo căng thẳng của vợ, MC Thanh Bạch vẫn giữ thái độ im lặng và không có bất cứ phản hồi nào. Thậm chí mới đây trên trang cá nhân, MC Thanh Bạch vẫn thoải mái chụp hình với Lệ Quyên, Hà Anh, MC Trác Thúy Miêu, Hoa hậu Ngọc Hân. Trong bức ảnh được chia sẻ, nam MC khá vui vẻ, khuôn mặt lộ nét bình thản thoải mái. Có thể thấy dù đang vướng phải một đồn nào nghiêm trọng, bị cư dân mạng ném đá dữ dội, nhưng MC Thanh Bạch tỏ ra không có chuyện gì, như không bị ảnh hưởng và tiếp tục công việc của mình. Điều này tiếp tục khiến công chúng bức xúc, đòi nam MC sớm có phản hồi về vụ lùm xùm với vợ cũ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.